năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước diễn biến khó lường, các doanh nghiệp ở Tuyên Quang nói chung và công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã cân nhắc tìm giải pháp phù hợp nhằm ứng phó để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn đi đến thành công. Với sự năng động, sáng tạo, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã luôn phát huy vai trò là doanh nghiệp có tiềm lực của tỉnh. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2022 phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động và có nhiều bứt phá trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Năm 2022 đã mang đến nhiều cơ hội mới cho công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang. Đó là nhà máy gạch Tuy Nen chất lượng cao Tuyên Quang, được đầu tư với quy mô 5 hectare, đã hoàn thành và đi vào sản xuất, làm nên một sản phẩm gạch Tuy Nen chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thi công các công trình xây dựng lớn trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Là một nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen được hình thành sau, nhưng công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Với một dây chuyền sản xuất được tự động hóa hoàn toàn, hiện đại nhất Việt Nam, các trang thiết bị được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới đã tạo ra một chu trình sản phẩm khép kín có công suất 35 vạn viên trên ngày, không bị phụ thuộc vào mùa vụ và thời tiết. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư công nghệ sản xuất gạch Tuy Nen lò đĩa hiện đại nhất hiện nay, tự động hóa bằng robot xếp gạch tự động ở khu vực miền núi phía Bắc, có thiết bị công nghệ hiện đại nhất Việt Nam. Công ty Tuy Nen chúng tôi đang thi công 5 dự án ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tất cả công trình có tốt hay không là cái nguyên vật liệu đầu vào rất là quan trọng. Thì tôi có đi kiểm tra vào 1-2 nhà máy và quyết định lấy của gạch của nhà máy Liên Châu, Tuyên Quang là thứ nhất là về công nghệ là rất là cao và phù hợp với cả những cái tiêu chí của chủ đầu tư đề ra. Nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen chất lượng cao Tuyên Quang là một trong những nhà máy tiên phong trong sản xuất gạch Tuy Nen công nghệ cao theo tiêu chuẩn tuần hoàn, tận dụng các loại nguyên nhiên vật liệu như đất, đá, tro than, xả thải từ các nhà máy và các mỏ khai thác khoáng sản. Đồng thời, nhà máy còn ứng dụng công nghệ tự động hóa với thiết bị được nhập khẩu đồng bộ, chu trình khép kín từ khâu xử lý tạo hình xếp mộc ra thành phẩm đều được cơ giới hóa bằng robot, cùng hệ thống xử lý khí thải, tận thu toàn bộ nhiệt và khí thân thiện với môi trường. Những công nghệ tiên tiến và hiện đại đó đã cho ra đời sản phẩm gạch Tuy Nen chất lượng cao đạt tiêu chuẩn hợp quy chuẩn Việt Nam 16/2016 của Bộ Xây dựng, vượt trội tiêu chuẩn gạch xây dựng Việt Nam và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngay sau khi những sản phẩm gạch Tuy Nen đầu tiên có mặt trên thị trường, đã được đông đảo khách hàng trong tỉnh và nhiều tỉnh trong khu vực tin dùng. Hiện nay, sản phẩm của đơn vị cung ứng cho thị trường xây dựng được nhiều nhà thầu sử dụng làm các công trình lớn như xây dựng Bệnh viện Hoàng Việt, Trung tâm Toyota, trụ sở Công an huyện Sơn Dương và nhu cầu xây dựng dân sinh trong và ngoài tỉnh. Hiện nay đơn vị thi công chúng tôi đang thi công công trình Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt thì cũng có sử dụng cái sản phẩm của gạch của bên công ty gạch Viên Châu chất lượng cao, thì về cái hình thức viên gạch rất mẫu mã là rất là đẹp, đều chất lượng, thì mác về gạch này thì cũng đảm bảo theo cái tiêu chuẩn. Đơn vị chúng tôi được sử dụng cái gạch được sản xuất với công nghệ cao này thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cái vấn đề gạch vỡ khi vận chuyển. Cường độ chịu lực của viên gạch là rất là tốt, đảm bảo cho công trình. Không chỉ có mặt ở các công trình xây dựng trong tỉnh,
Sản phẩm gạch Tuy Nen chất lượng cao của Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang hiện còn có mặt tại nhiều tỉnh như Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Giang. Sức cạnh tranh của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại trên thị trường được các đơn vị sử dụng đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm. Đây là động lực để công ty không ngừng cố gắng, nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn. Với 21 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang đã và đang khẳng định vị trí, vai trò của mình trong cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ một doanh nghiệp chế biến lâm sản, công ty đã từng bước đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh. Hiện nay, ngoài sản xuất sản phẩm gạch Tuy Nen chất lượng cao, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang còn sản xuất nhiều sản phẩm, dịch vụ được khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Với sản phẩm đá vật liệu xây dựng các loại, công ty đã đầu tư nhà máy khai thác và sản xuất đá vật liệu xây dựng Tuyên Quang tại mỏ đá Phúc Ứng, công suất tối đa có thể huy động đạt 1,5 triệu mét khối trên năm, với thiết bị tiên tiến hiện đại đồng bộ do Nhật Bản chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến đá, đáp ứng được các công trình xây dựng như cầu, đường, cống, cột điện, nhà. Hiện công ty là đơn vị cung cấp đá cho các dự án lớn như đường Xuyên Á, đường Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh, cầu Ngọc Tháp Phú Thọ, công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thơ và rất nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, an ninh quốc phòng. Sản phẩm đá vật liệu xây dựng của công ty còn được dùng trong thành phần của bê tông nhựa nóng và nhựa nguội có thể rải trực tiếp lên mặt nhựa nóng, dùng để làm gạch block, làm tấm đan bê tông, rải nền đường, nền nhà, săn lấp các công trình. Bên cạnh đó, một sản phẩm cũng đã góp phần làm nên thương hiệu cho Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, đó là sản phẩm bột đá trắng CaCO3 siêu mịn các loại. Với hai dây chuyền sản xuất bột thô và bột siêu mịn, bao gồm nhiều máy móc hiện đại, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục nghìn tấn bột đá trắng với các chủng loại cỡ hạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, sản phẩm bột mịn và siêu mịn đá trắng do công ty sản xuất được dùng làm phụ gia trong nhiều công nghệ chế biến của ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học, là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Năm 2022 thì nói chung là cái công việc sản xuất thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Công ty thì cũng đã có nhiều những triển khai những cái biện pháp giải pháp để coi như làm sao để tăng được cái sản lượng tiêu thụ. Công ty cũng đã tập trung vào nghiệp vụ là tiếp tục là phát triển thị trường, là đi tiếp thị khách hàng để có cái kế hoạch thật tốt, phấn đấu là năm 2023 là đạt được cái mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong gian nan thử thách, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang đã nỗ lực vượt qua thách thức để chinh phục những thành công mới. Hiện công ty đã trở thành một doanh nghiệp đa ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu về khai thác, chế biến lâm sản và khoáng sản, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đá, cát, sỏi, gạch xây dựng. Đồng thời, đầu tư phát triển trở thành thương nhân phân phối xăng dầu và hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các vùng lân cận. Không chỉ là doanh nghiệp năng động, sáng tạo và mạnh dạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang còn tiên phong trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần vào bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Với phương châm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, trong những năm qua, hàng trăm xuất quà đã được Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang trao đến tận tay các hộ gia đình nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Năm 2022, Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang là một trong năm doanh nghiệp ở Tuyên Quang đã có mặt tại thành phố Hà Nội tham gia ủng hộ tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, công ty còn tự nguyện trích một phần lợi nhuận tham gia đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, làm nhà văn hóa, giúp đỡ hộ nghèo, các chương trình an sinh xã hội
do Trung ương, tỉnh, các huyện, thành phố và các tổ chức xã hội phát động, thể hiện văn hóa doanh nghiệp với cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, công ty đã ủng hộ hàng tỷ đồng tiền mặt với nhiều hiện vật có giá trị phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Với nhiều việc làm thiết thực đã khơi dậy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng của các cán bộ, công nhân và người lao động trong toàn đơn vị, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Công ty là một đơn vị chuyên sản xuất trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng cũng như là kinh doanh xăng dầu và nhiều những cái lĩnh vực dịch vụ thương mại khác, là một doanh nghiệp phải nói là đóng góp mỗi năm hàng chục tỷ tiền thuế cho ngân sách tỉnh. Mỗi một năm, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trên 1 tỷ đồng để chia sẻ những khó khăn đối với các đối tượng là các hộ nghèo cũng như các hộ chính sách trên địa bàn tỉnh. Với sự mạnh dạn, sáng tạo và hướng đi phù hợp, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã làm nên thương hiệu bằng chính việc sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao. Năm 2022, tổng doanh thu của công ty đạt gần 420 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách của tỉnh trên 52 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 240 lao động với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng một người trên tháng. Sau hơn 2 thập niên đi vào hoạt động, với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý. Riêng năm 2022, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tháng 12 năm 2022, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập kỷ lục nhà máy gạch Tuyên Nen chất lượng cao Tuyên Quang hiện đại và đồng bộ nhất Việt Nam. Một năm vượt khó cùng với tầm nhìn tương lai, công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang đã thoát ra khỏi lợi ích của một doanh nghiệp đơn thuần để thực hiện trách nhiệm chung, khai thác nguồn lợi của địa phương, góp phần phát triển các ngành kinh tế và hướng tới xuất khẩu, đem lại việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Việc gắn thương hiệu của Fomico với hình ảnh những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường là một hướng đi phù hợp trong giai đoạn công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, sự phát triển của công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang luôn gắn liền với sự đổi mới công nghệ để tạo ra nhiều sản phẩm lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị doanh nghiệp. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang, chúng tôi đều thấu hiểu khách hàng mới là người quyết định cho tương lai, sự tồn tại và phát triển của công ty. Vì vậy, mỗi người đều phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt công việc với cam kết sản phẩm dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng. Và hãy phục vụ khách hàng như chúng ta đang phục vụ cho chính bản thân chúng ta. Với tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu doanh số, nhân lực, thị phần, thì công ty chúng tôi đã ngày càng khẳng định giá trị thương hiệu phát triển cùng đất nước. Với khí thế quyết tâm, tư duy đổi mới, sáng tạo và áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh bằng việc tiếp thu và ứng dụng công nghệ mới hiện đại, các thành viên trong ngôi nhà chung Fomico đang tiếp tục cùng nhau tạo ra đột phá, kiến tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao niềm tự hào của doanh nghiệp Tuyên Quang, từng bước khẳng định sự đúng đắn của chiến lược cùng với hướng đi và tầm nhìn tương lai mà công ty cổ phần lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang Fomico đã lựa chọn.